Này anh ơi, anh bảo trong này có một từ vựng rất hay trong sơ cấp mà các bạn thường hay gặp. Tuy nhiên anh lại thấy các bạn rất ít sử dụng. Vì thế nếu mà sử dụng thuần thục cái từ này thì tiếng Nhật của bạn sẽ lên một level mới đấy. Ok, nào anh em thử khai qua đoạn này nhá. Nào em đây, em là Minh nhé, anh là Yamaguchi. Được chưa? Yamaguchi là giáo viên đúng không? So nan desu ne. Getsuyobi de mo daizoubu desu yo. Gozen to gogo dochira ni shimasu ka? 先生はどちらがご都合がよろしいですか？どちらでも大丈夫ですよ。ミンさんの都合に合わせますね。 Đấy, cái từ 都合がよろしいですか? Chính là 都合がいい mà các bạn đã từng gặp đấy. Trong câu này có nghĩa là thế thì hôm nào tiện cho thầy ạ? Hay là thế thì hôm nào thầy rảnh ạ? Ở đây nó có hai tình huống đúng không? Getsuyobi hay là gozen to gogo đúng không? Đấy, còn câu dưới này, Min san no tsugo ni awasemasu ne. Nó mang nghĩa là thế để cô sẽ để điều chỉnh cái thời gian phù hợp với Min nhé. Được chưa? Của tsugo ga yoroshi nó sẽ là kính ngữ của tsugo ga ii đúng không? Và ngoài ra là cách dùng rất là hay với động từ đi kèm với tsugo đúng không? Tsugo ni awasemasu ne. Và ngoài ra có một cách dùng như này thế này nữa nhá. Có chia nó tsugo de sumimasen, có nghĩa là xin lỗi vì đã để anh chị phải điều chỉnh theo thời gian của tôi. Đấy, thì có nghĩa là như thế nào? Điều chỉnh thời gian tức là đáng nhẽ hôm nay là lịch hẹn của hai người đây rồi, nhưng mà do mình bận việc nên là lịch hẹn phải chuyển sang ngày mai, thì người ta phải điều chỉnh cái lịch của người ta theo mình nhá, thì người mình xin lỗi đúng không nào? Đấy, con hiểu cách dùng đấy chưa? Ok, có chia nó tsugo de sumimasen. Đúng rồi, từ quen thuộc mà dùng cách hay nhỉ anh nhỉ?